Đại tá Vũ Văn Tấn, Cục Phó Cục Cảnh sát về Quản lý Trật tự Hành chính, Trật tự Xã hội C06, Bộ Công an, vừa thay mặt tổ công tác gửi văn bản tới các bộ, ngành, địa phương đôn đốc thực hiện quy định liên quan bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Qua khảo sát thực tế cho thấy phần lớn các đơn vị có thẩm quyền, chức năng tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng không thực hiện. Các đơn vị vẫn yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú khi giao dịch. Việc này gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho công dân, bức xúc trong dư luận xã hội, vi phạm pháp luật. Từ thực tế, tổ công tác đề án 06CP đề nghị tổ trưởng của các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, quán triệt 100% cán bộ tiếp dân buộc phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của người dân theo quy định tại Nghị định 104. Khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, tuyệt đối không được sử dụng, yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú. Đối với 4 địa phương chưa kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm Gia Lai, Phú Yên, Thanh Hóa, Bắc Cạn, được phép sử dụng giấy xác nhận thông tin cư trú trong trường hợp không thể khai thác thông tin cư trú của người dân bằng các phương thức đã quy định. Cạnh đó, bố trí cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức 1 để thực hiện tra cứu dịch vụ công. Đồng thời thiết lập đường dây nóng của tổ trưởng tổ công tác đề án 06 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để giải quyết khó khăn vướng mắc của người dân.